Phật nếu lại có người nào chém chi niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, số lớn trong đời lớn 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 chẳng chạy được, đó đều là nhờ ba sơ thân của Bồ Tát. Nếu lại có người nào nghĩ nữa lớn con trôi kịp sơn danh hiệu Ngài, thì người đó liền được toàn thân gấm chủ can hoang. Lại có trầm nghĩ muốn được can chúng sinh đi kiếm tìm châu bảo, nhớ vang vang liễu lê và lê sợ cơ sẽ cho cung ma nắp sàn ô ba hồ phai, nghe vào trong biển lớn giả sư bị mây mù gió dữ thôi thuyền bé trôi gian vào đường quỷ giả xoa quăng la xa đang nhận được người người ở trong đoạn người đó có nhân để một người kiếp sau niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế những người trong đó thầy đưa được thoát khỏi các nạn quỷ giả xoa la xa đang những kia vì những nhân diện đó nên coi Quan Thế Âm. Nếu lấy có người nào khi giam giữ bị hại giam cầm hoàng tử tội sống mô lòng chuyên niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì giáo gây kẻ kia liền bị gây nạn xa tới người ấy khi đó liền sẽ được giải thoát. Lại đưa tiên nam tử nếu ở trong ba nghìn coi đại tiên thì trời đấy dễ quy ra xa là giam buồn hại người khi nghe người ấy xưng danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế bón quê giữa kia con chẳng lấy mặt ác mà nhìn vào người đau uống chi dám làm mà đều lại có người nào hoặc là người có tội hoặc người không có tội thì không có siêu sinh trai vô cao thần mình mà kia giữ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thế thấy siêu sinh kia đều đơn lìa từ đoàn khiến cho những người đó tay đều được giải thoát. Nếu ở trong cõi đời khám tam thiên đại thiên đây dây những hoàn toàn có người cho lấy môn cùng với người buồn cả đem theo nhiều qua bao đi qua đường hiểm trở. Trong đó nếu có người biết để sự lệnh rằng này các thiên nam tử đừng cho để sợ hãi, càng không phải mau mau dâng một lòng chỉ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát và Tát Vị Đại Bồ Tát này hãy dùng về bồ vị bán cho các chúng sinh ra liệt mỗi sợ hãi, càng không ngay bây giờ niệm được danh hiệu Ngài thì sẽ mau thoát được những hoàn toàn điều chỉnh. Những người lại buồn kia vừa nghe nói thế rồi đều có tiêu niệm rằng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhớ xứng danh hiệu Ngài thế đều được giải thoát. Nay ông vô tận thì Bồ Tát Quan Thế Âm có sự uy thần lớn, nếu có chúng sinh nào còn năng lòng rầm rộ thương vai nên cũng kính chỉ niệm danh hiệu Ngài thì lòng rầm rộ kia sẽ dần dần tiêu hết. Nhớ lời lòng sân lan hoàn dân còn trần trọng thương vai nên cũng kính chỉ niệm danh hiệu Ngài thì lòng hoa dân kia thế đều tiêu trừ hết. Nếu có người ngu si tâm tình thường mờ mịt tại vai nên cũng kính chỉ niệm danh hiệu Ngài thì người ngu si kia được tâm linh sáng suốt, đó đều là nhờ ba sơ thân của Bồ Tát. Vậy nên vô tận thì Bồ Tát Quan Thế Âm là bậc có sự thần rộng lớn nhớ con chẳng thể nghĩ bàn được. Vì Đại Bồ Tát này được làm việc lợi ích cho hết thay chúng sinh chẳng bỏ sợ một ai. Bởi vì thế cho nên nên thay các chúng sinh thường phải dòng một lòng nhớ niệm Bồ Tát này. Đừng để cho lòng quen thì đều được lợi ích lại nữa Bồ Tát thì nếu có người thiên đức hay thiên nữ nhường nhà muốn cầu sinh con trai hay cầu sinh con gái nên giao lòng quê và cùng rằng Bồ Tát thì thiên nam tử kia hoặc thiên nữ nhận này liên sinh được con trai hoặc liên sinh con gái con trai thời phụ được chỉ tê đa văn và mình khỏe con gái thời tương bảo đoàn trang nên na và tùy mì thân ca đều là về trước kia trong cội được. Bởi vì thế cho nên những đứa con sinh ra thấy đều được mọi người nơi nơi đều kính mê. Nay ông Bồ Tát ni Bồ Tát Quan Thế Âm là bằng có sáng thân rộng lớn chẳng nghĩ nghĩ lại nữa Bồ Tát ni. Nếu có chúng sinh nào cùng kính và lễ bài lại chỉ niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì phúc được người ấy được nhiều chẳng nghĩ bàn. Bởi vì thế cho nên hết thay cả chúng sinh đều phải nên tu chỉ danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nay ông Bồ Tát ni nếu có người tu chỉ danh hiệu sau mười hai ứng ứng a sa số danh hiệu Bồ Tát lại chán đời cũng gian căng tư ăn đồ uống áo mang cũng
dương nam tuần tăng các vật dụng ý ông nghĩ thế nào công đức của người đó có đáng lợi ích lớn và vô được nhiều chẳng bồ tát vô tận kỳ liên ngay trong khi ấy bách với được vượt sang kính đây được thế tôn công đức của người đó được rất nhiều lợi ích tất chẳng thể nghĩ bằng được và liên bảo rằng nếu lại có thiên nam mới thiên nữ nhận nó chiến chi nếu danh hiệu quan thế âm bồ tát nhận đến chi lê ba trong khoảng thời gian ngắn hoàng chi và cung kính gửi tâm thiện bồ tát thế vô đa thiên nam và thiên nữ nhận đời bằng nhau không có khả trương thế lương tình hệ dù trai trăm nghìn kiếm cũng không thể cùng tận nay ông vô tận bị người vừa mới thu chi danh hiệu quan thế âm bồ tát mà đã được vô lượng vô biên vô lượng làm các lợi ích như thế thân sang thế nghĩ bằng ngay trong cùng bây giờ bồ tát vô tận đi lại bay được và sang kính bay được thế tốt tại sao quan thế âm từ sao trời khắp nơi càng coi của sở bà và tại sao ngay thứ vị các loài chúng sinh hãy sống sơ phương tiện mà riêng nói chính phật những việc đó thế nào xin thế tôn bảo cho đức phật liên bảo giờ này ông vô tận đi ông hãy nghe cho rõ nếu có chúng sinh nào ở gần cận coi được phải dùng tay thân phận mới đo được người đó thì bồ tát quan năng liên vì những người đó mà hiện ra thân phận vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân niệm để chỉ phật mới có thể đo được thì bồ tát quan năng liên hiện thân vì chỉ vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân thành phận là hạn mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân thành phận vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân thiên bằng vương mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân phong vương vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân chư thiên đi thịnh mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân đệ thịnh vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân chư thiên tự tại mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân trời tự tại vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân trời đại tự tại mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân trời đại tự tại vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân thiên đại thượng quan mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân thiên đại thượng quan vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của thì sở môn mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân thì sở môn vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của các tiểu vương mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân tiểu vương vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của đại trưởng giả mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân chia ra vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của đại cư sĩ mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân đại cư sĩ vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của các thể quan mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân thể quan vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của ba la môn mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân ba la môn vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân của tỳ kheo thân của liêu ba thân thân của liêu ba gì mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân tỳ kheo thân của tỳ kheo đi thân của liêu ba thân thân của liêu ba gì dùng ca thân như thế vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân linh của phụ nữ làm con của chân do vô chúa cùng tỳ quan và la môn cư sĩ ấy thân nữ bần kỳ mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện ca thân kia vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân đông nam đồng nữ mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện thân đông nam đồng nữ vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân chơi rộng ra xa thân thân ca thân ba thân thân na tu la thân thân ca lo la thân thân gần na la thân ma o la gia thân nhân thân vì nhân mới có thể đo được thì bồ tát quan âm liên hiện ca thân kia vì ông mà đổi pháp nếu có người cần dùng thân thân chẳng kìm cương mới có thể đo được thì bồ tát quan
kim cương vi ho ma nội pháp nơi ông vô tận đi bồ tát quan thế âm thanh tiêu cả cộng được đắn lớn lao như đề chẳng bạn được thượng dung ca thân ni giao đi không cả nơi đó tán cho chúng sinh dù nhiều đến vô lượng bởi vì thế cho nên càng ông phải dầu lòng cũng kinh và cố giang quan bồ tát là ba bồ tát này ai đối với chúng sinh thượng ở trong tai nạn nguy cơ và sợ hãi lại thương ai bán cho những điều không lo sợ bởi vì thế cho nên ở coi này nếu ai bồ tát này là bậc thì bồ vì ngay trong lúc bây giờ bồ tát vô tận ni bạch với đức phật thần kinh bạch đức thế tôn con nay sinh cùng rằng bồ tát quan thế âm nói rồi liền đường dài cười chuối ngọc quỳ vào đáng đeo ơn nơi cô gia chỉ nghĩ là vàng đem dáng đen cùng rằng bồ tát quan thế âm bồ tát ni ghê ơi cùng kinh thắc bạch rằng xin ngay thương nhân cho chuối ngọc chân ba vạn tỷ này khi ấy quan thế liên cơ tự khẩu nhận vô tấn ni vô tấn lại bạch vai vô tấn quan thế âm rằng xin ngài thương chúng tôi mà nhân chuỗi ngọc này trong chúng lúc bây giờ đức phật thích ca mâu ni liên bảo vai vô tấn quan thế âm rằng ông nên thương vô tấn ni và bốn chúng đời đời ra ra căn thần ba căn chúng a tu la căn chúng ca lô la căn chúng căn na la chúng ma ô la ra nhân cũng phải về nhân ma nhân chuỗi ngọc đó bây giờ quan thế a vi thương a thơ cho cùng trời rộng quỷ thần ma nhân lấy chuỗi ngọc rồi chia làm mười một phần đem dâng lên Thích Ca Mâu Ni Phật còn một phần dâng lên tam đường Phật đã vào bây giờ được và liền bao vây ông vô tận Bồ Tát rằng Bồ Tát quan thế âm có sơ thân đồng là nay vẫn thân tự tại thượng giáo quan xa và lễ giáo hóa chúng sinh khiến cho đường giải thoát lúc bây giờ được phán Thích Ca Mâu Ni một tiền là nghĩa trên liên nơi bờ kể ra nay ông vô tận ni ông nghe anh quan âm nay ông cam đại cho nguyện sông sâu như biển nhiều kiếp chẳng nghĩ ban đầu nhiều nghĩ được phật phán nguyện là thanh tịnh ta vì ông nói qua nghe tên cũng thấy thân tâm niệm luôn cùng qua niệm danh yêu qua đâu mây xin mỗi núi khổ dù ai khơi ai sâu xuống âm lửa lớn nhớ sơ niệm qua đâu mặc lửa biển thành ngao hóa trôi ra biển lớn cả đàn quỷ cả dầu nhớ sơ niệm qua đâu dòng con không tìm được khóa cầu đinh tu gì bị người sâu rời xưa nhớ sơ niệm qua đâu như màn trời trình cầu hoàng vị ngay án đuôi ngã xuống núi kim cương nhớ sơ niệm qua đâu không may mây xảy ra hóa đi hoan vắng bay dầu cầm dao toàn hoài nhớ sơ niệm qua đâu để vẫn cười lòng lành hoàng đi nan khổ vua khi anh nhìn sạp chết nhớ sơ niệm qua đâu sao liên gây từng đoàn hóa cầm tu xiêng dê tay chân bị gồng cùm nhớ sơ niệm qua đâu bỗng nhiên được giải thoát nguyện do và thuốc đau một lần hai thần mình nhớ sơ niệm qua đâu lại trở về người ấy hóa cầm bó lá xa dòng đông cả quỷ dư nhớ sơ niệm qua đâu tôi đều không giảm hại hóa thù dư vây quanh đành vốn nhau đằng sơ nhớ sơ niệm qua đâu chung vội vàng chạy thà dẫn đông và bó ca lửa nóng đông bồng cháy nhớ sơ niệm qua đâu nghe tiếng từ lạnh xa mấy trăng giá sấm sét mưa đã tuôn hạt lơ nhớ sơ niệm qua đâu liền được trời quảng tây chúng sinh bị khổ nạn vô lượng khổ bờ thật quả năng sơ chi diệu ai kêu đời toàn cô đầy đủ sơ thân tâm không tu chỉ phương tiện tháp coi nước mấy phương đều yên thân tận ca mọi loài các đường nga địa ngục quỷ sổ sinh khổ sinh ra bánh chê dần dần đều thử thệt chân quan thanh tinh quan trí tuệ quan rộng lớn bị quan và tư quan thượng nguyên thượng chiêm ngưỡng sáng thanh tinh không nhớ tề nhất và tầm tôi hãy dẹp tay gió lửa soi sáng cảm thể gian bị tề rắn như sơn tư y diệu như mây tuôn mưa pháp cám lộ
phiền đau. Kiến thông đến cửa qua ân trong quân trần sở hại. Nhớ sơ niêm quán âm quân tu tiêu tàn hết. Diệu âm quán thế âm phạm âm mãi chiều âm. Hận thiên thế gián âm vì thế nên thường niệm. Niệm niệm chớ sinh nghi quán âm bờ tình thành. Hãy làm nơi nương tựa cho nan trên khổ nào. Đồ ê tay không được mà tự nhiên trùng sinh. Phục tự như biến lớn cho nên cần tỉnh lệ. Bây giờ ngài chỉ địa Bồ Tát liền tự toa ngồi đơn giản đi đến chưa được Phật. Cũng cây ba trăm tay thẳng bài được và giảng kinh bài nương thế tốt. Nếu có trùng sinh nào được nghe vẫn vô môn quan thế âm Bồ Tát. Sự thân tăng rộng lớn đồng nghiệp tự tại này. Thì vai nên biết rằng công đức của người đó nhiều vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn được. Khi được Phật nói vắng vô bốn nơi trong chúng lúc bây giờ có tam văn vô nghiệp chúng sinh được Phật tâm. Có vô thượng Bồ Đề đồng tình ngồi chỉ ra kinh diệu vào liền hòa. Vắng vô môn của Bồ Tát Quan Thế Âm chân ngôn viên an đa li đa li đốt đa li đốt đốt đa li đốt li sa hạ an đa li đa li đốt đa li đốt đốt đa li đốt li sa hạ an đa li đa li đốt đa li đốt đốt đa li đốt li sa hạ căn bản thân chủ diệt nên nay tôi chuyển được sinh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật Sa Đà Ta Sa Đà Ta Đà Địa Sa Đà A Di Di Đà Bà Thi A Di Di Đà Ta Đàm Bà Thi A Di Lê Đà Thi Ca Lan Đề A Di Lê Đà Thi Ca Lan Đà Sa Di Nhị Sa Sa Na Chi Đà Ca Lê Sa Bà. Nam mô A Di Đà Phật Sa Đà Ta Sa Đà Sa Đà Địa Sa Đà A Di Lê Đà Bà Thi A Di Lê Đà Ta Đàm Bà Thi A Di Lê Đà Thi Ca Lan Đề A Di Lê Đà Thi Ca Lan Đà Sa Di Nhị Sa Sa Na Chi Đà Ca Lê Sa Bà. Nam mô A Di Đà Phật Sa Đà Ta Sa Đà Sa Đà Địa Sa Đà A Di Lê Đà Bà Thi A Di Lê Đà Ta Đàm Bà Thi A Di Lê Đà Thi Ca Lan Đề A Di Lê Đà Thi Ca Lan Đà Sa Di Nhị Sa Sa Na Chi Đà Ca Lê Sa trong gai góc nơi vườn rừng bảy báu. Lầm võng là chân nên lưu chuyển trong lục đạo luân hồi. Hộp lạnh tam đồ mãi sống kiếp trả vay. Nay nhờ sức Phật tâm căn tỏ ràng như bệnh được lành.
như mù được sáng, như gã cùng tử đi xa được về nhà. Vui mừng như thế, há chẳng phải do nhân lành tự mình tạo ư? Đại chúng nay đối trước thánh dung, há chẳng mau phát đại đạo tâm, về nương tự tính, nghe lại tiếng nghe của mình, chợt lòng phản tỉnh, mới biết rằng tâm này, tâm ta vốn là Phật, Phật vốn cũng là tâm ta. Đã biết như thế, nay phải dốc lòng tinh tiến, siêng năng học đạo, trên thời khất cầu giáo pháp chư Phật làm tỏ rạng tâm mình, dưới thời tùy duyên tùy nguyện để cứu giúp chúng sinh. Làm được như thế chính là vâng theo lời Phật vậy. Còn như nay hệ niệm Phật sử sang thời thứ ba, vậy nên đại chúng đồng thanh tương ứng một câu: niệm niệm chẳng bỏ, thời còn có pháp nào cần bày tỏ nữa? Một lòng hướng Phật chuyên trì niệm, liền đỏ sen hồng dưới gót xinh. Mười hai nguyện lớn đã ra ngồi.
Oh,
Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện lớn trong tâm đã cậy chờ luân hồi khổ nạn thầy đều không tâm như gương sáng luôn thường chiếu cánh tình tâm an với Phật đâu. Người xưa nói ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri lý. Vì vậy phải nên biết rằng biển pháp mênh mông, nếu chẳng học thì đâu biết được. Cũng giống như kẻ biếng tìm châu, thấy châu rồi lại bỏ về không, suốt cuộc đời đắm trong bần tiện. Đại chúng hiện tiền nơi đây, đã biết rõ rồi thời phải mau mau phát tâm cầu đạo. Phải tỏ rõ pháp nhân quả, tứ đế, thập nhị nhân duyên, kiếm tu lục hòa lục độ và các hạnh lành mà Đức Phật đã dạy, khiến cho chốn nhân thiên cường thịnh, cảnh hiền thánh hiện lại linh sơn, phá đường mê, dẹp đường tà, thẳng tiến lên phổ đà hướng sơn tản lĩnh, trong tình cảnh hóa hiện Tây Phương. Giờ này pháp tam thời Phật sự sắp được chu viên, chư vị hành giả cập chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng hiện diễn trong đảo tràng này. Nhờ vào thiện sự bậc nhất này, quyết định phá mê, quyết định đi về với tự tính chân như cho đến ngày thành Phật. Lại nói, trước khi một niệm vừa đến, có còn tin tức nào nữa không? Thỉnh trai chủ cập đại chúng đứng lên. Tâm này rỗng lặng, niệm vào đâu? Quê cũ bảo về, sao chưa về? Bình minh gà ngọc ngoài hoa gãy, xa đón tân Phật phùng từ hoài. Ta Ah.
Oh.
kính lạy đường đại bi quan ở âm đệ tử con nay xin Phật nguyện con đường về núi Giao, núi Giao liên gậy nạp con đường về lửa hương, lửa hương tư tiểu diệt con đường về địa ngục tư không còn con đường về ngã quỷ tư nọ đồ con đường về tu là ác tâm tư điều phục con đường về xúc sinh tư đang đại trí tuệ I'm just a guy.
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam Mô thỉnh trai chùa quỳ, thỉnh đại chúng ngồi. Niệm Phật đã từ tâm mà có, kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài. Chỉ trong khoảng sát na, trái với tâm niệm Phật liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Nay đại chúng, nhờ vào giáo pháp tam thời hệ niệm Phật sự, tích nhân thù thắng, cầu nguyện việc chi tất sẽ thành tựu. Từ đây phúc tuệ đong đầy, khổ hải liền tiêu, gắng sức chuyên tu để cầu sinh tịnh độ. Đi đứng nằm ngồi phải đều đoan chính, nói nín đồng tĩnh chẳng hề trái đạo. Làm được như thế, thủ dụng như Phật, mọi pháp thông tỏ. Còn ở trong cảnh tục mà tâm thường chẳng nhiễm, lại vì chư vị thần linh, cặp chư vị chân linh, anh linh, vọng linh, hương linh, chúng đẳng hiện diện nơi đây mà chí tâm sám hối phát nguyện. Thỉnh trai chủ cặp đại chúng đứng lên. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp, xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì vô thỉ tham sân si,
đều vì vô thỉ tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả tội căn xin sám hối. Tất cả tội căn xin sám hối. Tự tính chúng sinh thể nguyện độ. Tự tính chúng sinh thể nguyện độ. Tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Tự tính phiền não thể nguyện đoạn. Tự tính pháp môn thể nguyện học. Tự tính pháp môn thể nguyện học. Tự tính Phật đạo thể nguyện thành. Tự tính Phật đạo thể nguyện thành. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Từ trước tới đây, pháp tu tam thời hệ niệm Phật sự vạn thiện gồm thâu, khuyến dạy đồng tu, sám trừ kết nghiệp, nguyện tiêu ba chướng, cầu sinh tịnh độ. Hạnh nguyện đã sâu, công không hư dối. Xin nguyện đại chúng hiện tiền nơi đây, nghe pháp yếu rồi, tín thọ phụng hành. Đời sau thân gã thai sen, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thẳng chứng quả vị bất thoái chuyển, viên mãn vô thượng Bồ Đề. Màn nghi lễ chúng ta thắp hương nơi cúng thí thực, chúng ta cúng thí thực luôn. Thỉnh trai chủ ngồi, thỉnh đại chúng ngồi. Đại chúng mở kinh văn trang số 178. Đại chúng mở kinh văn trang số 178.
dạ tiếp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc trên dưới bốn bền. Nam nữ càng bậc 12 loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị. Đại Thanh Khải Giáo Ananda Tôn giả tiếp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc trên dưới bốn bền. Nam nữ càng bậc 12 loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị. Đại Thanh Khải Giáo Ananda Tôn giả tiếp dẫn chúng sinh đông tây nam bắc trên dưới bốn bền. Nam nữ càng bậc 12 loại cô hồn cùng tới thụ cam lộ vị. Hướng hóa thịnh nhất tâm vấn nương nhân chịu thịnh pháp giới lụng đạo 12 loại cô hồn. Nhiều như can bụi diễn nhiên đại sĩ là người thống lĩnh. Hỡi các lị mỹ vọng lượng chế phách cô hồn, nướng cỏ gá cây vọng linh trầm họ ra thân quyên thuộc đằng chúng. Duy nguyện thừa tam bảo nương bi mật chân ngôn hôm nay giờ này mau tới pháp hội nhà thề. Nhất tâm vấn nương nhị chịu thịnh pháp giới lùng đã 12 loại cô hồn nhiều như can bụi diễn nhiên đại sĩ là người thống lĩnh. Hỡi các lý mỹ vọng lưỡng chế phách cô hồn đường có gá cây vọng linh trăm họ ra của thân quyền thuộc đằng chúng. Duy nguyện từ tam bảo nương bí mật chân ngôn hôm nay giờ này mau tới pháp hội nhà hoa. Nhật tâm vấn nương tam chiếu thịnh pháp giới lục đạo 12 loại cô hồn nhiều như cát bụi diễn nhiên đại sĩ là người thống lĩnh. Hỡi các lý mỹ vọng lượng chế phách cô hồn nướng cỏ gá cây vọng linh trăm họ ra thân quyên thuộc đằng chúng. Duy nguyện thừa tam bảo nương bi mật chân ngôn hôm nay giờ này mau tới pháp hội nhà hoa thề. Ah.
Nam mô Diệu Xá Thân Như Lai, Nam mô Quang Hóa Thân Như Lai,
Nam Mô Ly Pho Y Như Lai, Nam Mô Cam Lô Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai, Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Nam Mô Bảo Thân Như Lai, Nam Mô Diệu Xá Thân Như Lai, Nam Mô Quang Ba Thân Như Lai, Nam Mô Ly Pho Y Như Lai, Nam Mô Cam Lô Vương Như Lai, Nam Mô A Di Đà Như Lai. Thân Chú Gia Trì Tinh Pháp Tư Cam Thi Ha Sa Cô Hồn Chú, nguyện nếu nó đủ xa sẵn tham bảo thoát hư minh sinh tình độ, quý tăng và văn Bồ Đề rốt sau trong thanh vô thượng đạo, công đức vô biên suốt đời sau hết thầy con đạo Phật Thư. An ye ye nan san bo qua pa de la hong, an ye ye nan san bo qua pa de la hong, an ye ye nan san bo qua pa de la hong, an ye ye nan san bo qua pa de la hong, an ye ye nan san bo qua pa de la hong, an ye ye nan san bo qua pa de la sai đây đam bận đều còn liên đó toàn hệ tay của anh này xa lời từ sáng chẳng khác không không chẳng khác xa sáng tự là không không tự là xa thổ thương anh tự cùng đều như thế này xa lời từ tướng không có ngoài và không sinh không giết không nhỏ không say không thể không bờ cho đến trong chân không không có xa không có thổ thương anh tự không có mắt này mũi lưỡi thần thì không có sắc chết cũng không có cái giả chết không có cô thấp diện đâu không có chỉ tuệ cũng không có chỗ đắc vì không có chỗ trường đạo bồ tát thì theo bát nhã ba la mật đà đến tâm không ngăn ngại thì không ngần ngại đến không sợ ai sợ ăn mong tương điện đạo đám thời kêu kinh niệm bàn chế văn trong ba đại cùng nghĩ vào bát nhã ba la mật đà mà đường đạo vô thượng chính đẳng chính giác cho nên biết bát nhã ba vô thượng chủ là vô đẳng đẳng chủ chữ liệt hết thể khổ chân tư cùng ngự bế vậy nói rõ với chủ văn nhã ba la mật đà liên nói với chủ rằng yến đế đế ba la đế ba la tăng yến đế vô đế tăng bà hà ma văn nhã ba la mật đà yến đế ba la yến đế ba la tăng yến đế vô đế tăng bà hà ma văn nhã ba la mật đà yến đế Amen.
lập đa sa di đà sa sa na chi đà ca le sa ba an sa ba ra sa ba ra di ma nam tam cang đa ma tinh cang đa an sa ba ra sa ba ra di ma nam tam cang đa ma tinh cang đa an sa ba ra sa ba ra di ma nam tam cang đa ma tinh cang đa đêm nay an lành đêm an lành ngày đêm sau tới đều an lành chim nơi yên có và buồn lời đều diệu thăng hoa tăng huyết môn chôn cô đau tâm nạn bà đường cũng vào biển Như Lai pháp tình kinh lời đường giao chủ xả bà bằng đạo sư tay khám giới người trả lành chung chín cõi buồn loài dùng yên muôn ngữ căng hoa đơn bằng sự hoa thương tình ca mẫu ni thỉnh trai chủ gặp đại chúng đứng lên. Thank you.
tâm bao thái hư lừa lễ lễ lên lễ lên lễ lên quỳ ai hiu nhân từ thiên hạ nam thiểm bộ châu nhân dân thân chung viễn yêu Việt Nam Quang Hà Nội thành phố Sơn Đông thị xa Sơn Đông gian khai nguyên từ niệm vân đường tình sự Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam cầm thần chung đệ tử tỷ khiêu ni thực xoa ma na sa di ni ưu bà tạc ưu bà di hợp đồng chư gia chư nhân thiện nam tín nữ đẳng thỉnh ca như lai quy giáo phụng hành chủ tu công đức phạm sử sa môn thỉnh đạo thỉnh kim cử Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam cấp thân chung thiện nam tín nữ đẳng phụng Phật tu trai kinh vị Việt Nam dân tộc bánh tinh tổ thiên thử giới càng dân tộc bánh tinh tổ thiên vãng sinh đường thượng chúng đẳng thần linh thập nhị nhất thiết vô kỷ cô hồn quyền vì duyên động chi loại khải kiến quan âm tam thời hệ niệm phật sự thế giới hoàn nạn chúng sinh nhất thiết linh đại oan gia trai chùa của thất chúng đệ tử đẳng chúng đẳng thần linh chư hương linh chân linh vong linh anh linh linh đại gia thiên cao tăng tổ khảo cao tăng tổ tỷ cao tăng tổ khảo cao tăng tổ tỷ ba thúc huynh đệ cô di tỷ muội a tân liệt thị đẳng chư hương hồn của chúng con trong đạo tràng này cầm chư vị chân linh anh linh hương linh quy liên hữu phật tử đồng tu đã quả vãng an trì nhục thân tài tháp báo ân cập linh vị tài tham báo ân chùa khai nguyên xã Sơn Đông thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội đồng cầu sinh tịnh độ cầm chư vị chân linh anh linh các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn qua càng chiến nạn thiên tai tai nạn trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc ở các nơi biên cương của tổ quốc và hải đảo xa xôi lại nguyện đem công đức này hồi hướng chư hương linh các thái nhi xuất sao hoành tử huống tử đẳng cầm chư vị chân linh anh linh vong linh hướng linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo cầm chư vị oán gia trai chùa của chúng con trong đạo tràng này cầm thiện nam tín nữ đẳng tận hư không biến pháp giới nhật thiệt tôn thần chữ sơn thần chữ phong thần
chữ văn thần, chữ lôi thần, chữ điện thần, chữ vũ thần, chữ giang thần, chữ hải thần, cầm thổ mộc thạch cập nhật thiệt chữ vi tôn thần, thập phương nhất thiết pháp giới vô kỷ cô hồn, thứ giới thập phương nhất thiết thanh hoàng thổ địa tôn thần, dưỡng thượng tịnh tông ngọc ngồi Việt Nam cập thật chúng đệ tử thiện nam tín nữ bách gia trăm họ kỳ tùy ta công đức chủ thì nhật thủ phần hương chi ta vương tiêm dân đạo sư A Di Đà Phật, đông vương tiêu tai diên thọ dược sư Phật, đường lại hà sinh di lạc tôn Phật, quán âm thế chí văn thủ phổ hiền địa tạng thanh tịnh đại hải trung bồ tát ca lê 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 cầu tình phùng vị Việt Nam dân tộc vạn tinh tổ tiên thứ giới thả vương càng dân tông vạn tinh tổ tiên vãng sinh đường thượng thế giới càng địa hoạn nạn chúng sinh chữ chân linh hương linh vong linh hành linh linh đại gia tiên nội ngoại cao tăng tổ khảo cao tăng tổ tỷ cao cao tăng tổ khảo cao cao tăng tổ tỷ ba thúc huynh đệ cô nhi tỷ muội a thân liệt tình đắng chư hương hồn cặp chư chân linh anh linh vong linh hương linh quy liên hiệu phật tử đồng tu đã qua vàng an chi nhục thân cập linh vị phương danh tại tháp bảo ân chùa khai nguyên xa sơn đồng thị xa sơn tây thành phố Hà Nội đồng cầu sinh tịnh độ cập chứa chân linh anh linh các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn qua càng chiến nạn thiên tai tai nạn khắp các nơi biên cương của tổ quốc và hải đảo xa xôi trong các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc cầm mà chữ hương linh các tai nhi suốt sao hạnh từ uổng tử đằng cầm chữ vị chân linh anh linh vong linh hướng lên chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo cầm chữ vị oan gia trai chủ của chúng con trong đạo tràng này đồng cầu sinh tịnh độ cầm tân hư không biên pháp giới nhất thiết tôn thần chữ sơn thần phong thần vân thần lôi thần, điện thần, vũ thần, giang thần, hải thần,
Thổ mộng thành cập nhật thiệt chữ vĩ tôn thần. Thập phương pháp giới nhất thiết vô kỳ có hồn. Thứ giới thập phương nhất thiết thanh hoàng thổ địa tôn thần. Dương thượng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam cập thân chúng đệ tử thiện nam tín nữ kỳ tùy tăng công đức chủ. Thì nhật đư thủ văn hương cung kính cúng dường cầu âm siêu dương thải nghiệp trưởng bảo trưởng phiền não trưởng tận tiêu trừ. Thân tâm khang thai trí tuệ khai minh công danh hiền đạt phục thọ miên trường. Này chỉ cầu nam nữ hợp hôn sinh quy tự đẳng. Từ giới chỉ kỳ khải kiến siêu trại đạo tràng. Nhật thủy nhật gia chỉ tụng diệu pháp liên hoa kinh phẩm phổ môn tam bộ. Vàng sinh thần chủ quán âm thanh hiệu sám hội công đức phùng tu thanh tịnh hương trai. Thiên duyệt tô đà thượng cung thập phương tam bảo san hải long thiên phủ long pháp diên tự Việt Nam dân tộc vạn tinh, tổ tiên thử giới tha vương dân tộc vạn tinh, tổ tiên vãng sinh đường thượng. Thế giới càng địa hoàn nạn chúng sinh, chứ chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng. Hiện diện trong đạo tràng này đồng cầu sinh tịnh độ. Cầm chư vị thiện nam tín nữ chung đẳng cầu bình an diên thọ nghiệp trưởng bảo trưởng phiền não trưởng bệnh trưởng tận tiêu trừ. Cầm chư oán gia trai chủ thiện nam tín nữ thân chung đệ tử đẳng tần hư không biến pháp giới nhất thiết chư thần chư sơn thần phóng thần văn thần lỗi thần điển thần vũ thần giảng thần hải thần thổ mộng thành cập nhật thiệt chữ vị tôn thần. Thập phương nhất thiết pháp giới vô kỳ cô hồn. Từ giới tha vương nhất thiết thanh hoàng thổ địa tôn thần. Kỳ sinh tịnh độ dương thượng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam cập thất chúng đệ tử thiện nam tín nữ kỳ tùy ta công đức chủ. Thì nhật ư thủ phấn hương cung kính cúng dường kỳ âm siêu dương thái nghiệp trưởng bảo trưởng phiền não trưởng bệnh trưởng tận tiêu trừ. Thân tâm kháng thái trí tuệ khai thông công danh hiển đạt phục thọ miên trường. Nay chỉ cầu nam nữ hợp hôn sinh quý tử đăng phục nguyện viên cẩn thông thân ân cẩn độ chiêu mục chỉ thuộc khánh đồng xuân phụng ký tam bảo chứng minh độ nhân văn sở
Thời kỳ công văn tân sửu niên, nhị nguyệt sơ cửu nhật, chủ tu pháp sử sa môn thính đạo thịnh, tu trai chi lễ thật chúng đệ tử, cặp thiện nam tín nữ chư gia chư nhân chúng đăng kỳ tùy tăng công đức chủ ba lễ. Văn sở tuyên đọc dĩ chú sở đôi đàn tiền dụng bằng phó lô thiếu hòa. Bạn là dân sở chúng ta, dân sở đi hòa sở. Dân sở cầu siêu đi trước, sở cầu an đi sau. Đại chúng chúng ta cùng nhất tâm niệm Phật để tiến sở. A Di Đà Phật, 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 A A Di Đà Phật.
Bye.
địa tham phò xin hồi hướng do nguyện tổ lễ tăng chiêm đàm sợ sinh khói lên a di đà mười phương ba từ đồng tu. Vậy là ba ngày pháp hội Quan Âm Tam Thể niệm của chúng ta đã thành tiểu viên mãn. Chúc các Phật tử chúng ta một năm mới bình an, mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc. A Di Đà Phật. À. Cuối tháng này chúng ta còn tổ chức địa tạng không? Có. Nhưng mà ba ngày thôi nhé. À, vì tháng này tháng đầu tiên 3 ngày về tổ chức pháp hội xong và địa tạng thôi. 3 ngày là thứ 6, thứ 7, chủ nhật cuối tháng là 28, 29 và 30 nhé. Rồi, A Di Đà Phật. Các Phật tử chúng ta đi đường về Trường Lộ Bình An, đi cẩn thận nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Các Phật tử chúng ta trong quá trình ra về chúng ta cũng lưu ý để ý tài sản cá nhân, tránh để kẻ gian lợi dụng trộm cắp. Xin nhắc lại, mong quý vị chúng ta có ý thức tự bảo quản tài sản cá nhân, tránh kẻ gian lợi dụng trộm cắp. A Di Đà Phật.